trong mưa gió u hoài, gọi tê tái lên đôi bờ vai. Đau vì em về nơi xứ người vui cùng anh. Đời cô đơn sao tôi vẫn mong chờ, thương nhớ mãi cánh chim ngày thơ. Xa rồi sao gió mưa xóa đi kỷ niệm đêm. Chân em vàng trong đêm người xưa về đây, thoáng mong dáng thơ ngây, ôm yêu thương trong vòng tay này, nút xa buốt môi hôn say trong đêm con trăng mình thôi, tiếng gió thét mưa kêu đêm ngậm ngùi. Màn vô cùng kịch tính. Có lẽ lần đầu tiên mà trên sân khấu của 60 phút rực rỡ lại có nhiều màu sắc như thế trong một tiết mục rất đặc biệt mà ca sĩ Nguyên Vũ, nhân vật chính, mang đến cho chúng ta. Xin cảm ơn vũ đoàn NK. Các bạn đã cùng với Nguyên Vũ làm được một phần mở màn rất đặc biệt của 60 phút rực rỡ. Và chào mừng ca sĩ Nguyên Vũ đến với 60 phút rực rỡ. Nguyên Vũ xin được kính chào tất cả quý vị. Và xin được kính chào MC Minh Đức. Khi mà lần đầu tiên Nguyên Vũ nghe lời mời đến với chương trình 60 phút rực rỡ, Nguyên Vũ vui lắm, rất là mừng. Đây là một trong những chương trình quy mô nó như một cái live show như vậy, là Nguyên Vũ cảm thấy rất là hạnh phúc. Cảm ơn chương trình đã cho Nguyên Vũ những giây phút này, và rất cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình. Và hy vọng ngày hôm nay những tiết mục mà ca sĩ Nguyên Vũ mang đến
không chỉ là kể câu chuyện âm nhạc của chính anh. Và không để quý vị phải chờ lâu, ngay sau đây sẽ là một liên khúc những bài hit gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Nguyên Vũ. Xanh sao úa tàn mây, sao mây vẫn trôi nhanh về miền thương nhớ cuối chân trời. Chiều nay không mưa mà sao mây đen giăng ngang ngập lối. Tay anh đêm tháng năm qua rất trên buồn đau dã rời. Lòng hỏi lòng người đi con nhớ tay. Dẫu nước mắt tôi đưa em đến cuối đường, nơi em quay bước đi. Riêng tôi sẽ mãi nơi đây nhìn bóng em xa thật rồi. Lòng chợt vang lên một câu hát xưa. Dẫu nước mắt tôi đưa em đến cuối đường, nơi em quay gót đi. Nơi đây sẽ chứng cho ngày chúng ta xa cách nhau. Giờ một mình đơn côi, lòng vẫn nhớ những bước chân cuối cùng. Trong cô đơn một mình ta trong niềm thương nỗi nhớ về một cuộc tình, tình yêu có những nụ cười phút giây tuyệt vời ta đã trao riêng về em với bao nhiêu nồng nàn và bao kỷ niệm còn đó. Từ khi trái tim rộn ràng theo những thương yêu ngỡ ngàng, nay chỉ còn mình ta triền miên nỗi nhớ về một người tình, người yêu đôi mắt thật buồn vẫn vương lệ sầu. Vì đâu tình yêu lỡ làng, nỗi thương đau ngập tràn, lòng tan nặng trong niềm nhớ. Thời gian đã không nhạt mờ đi những ai ân ngày nào. Ngoài sân hoa lá cũng thấy anh buồn đau, vì em nay đã cất bước vui cùng ai. Dù ta rời xa vẫn có anh luôn chúc em thật lòng, rồi em sẽ hạnh phúc bên ai trọn đời.
người em luôn yêu chắc chắn không phải là anh đây. Em chọn người yêu cho em cũng là bạn thân với anh, tiếng nói yêu giờ sao nên đời. Nhìn em bên bạn thân nhỏ bao ngày, hãy biết cho lòng này người ơi. Tình yêu anh đành chôn kín trong tim anh mà thôi, giữ cho tình bạn không rời xa. Khúc hát này gửi chào đến em bằng những câu ca lời nhạc tình đang dở dang. Mong nơi phương trời đó có em đang lắng nghe. Hãy cho tình ta theo lãng quên để sống vô tư như ngày ta chưa biết yêu nhau, để cho những trái tim ngây thơ không mang sầu đau, để cho những trái tim ngây thơ mãi mãi cho tình yêu đâu. Chắc là rất nhiều kỷ niệm sống lại với những bài hit của Nguyên Vũ. Và xin mời Nguyên Vũ hãy cùng đến đây, chúng ta cùng bắt đầu câu chuyện của mình. Thưa quý vị, ngày hôm nay đến đây cùng với Nguyên Vũ có rất nhiều những người bạn, và họ đều là những nhân vật hết sức thú vị, tương ứng với nhiều giai đoạn trong sự nghiệp ca hát của Nguyên Vũ. Và nhóm khách mời đầu tiên, chúng ta cùng gặp gỡ những nhạc sĩ đã đem lại cho Nguyên Vũ rất nhiều những bài hit làm nên tên tuổi của anh. Minh Đức xin mời quý vị cùng chào đón hai nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung và nhạc sĩ Khánh Đơn. Khi mà Minh Đức vừa mới nhắc tên hai bạn là Khánh Đơn và Nguyễn Văn Trung, một cái là thấy khán giả ô lên, vỗ tay rất là nhiều, chứng tỏ là tên tuổi của các bạn là không xa lạ gì với khán giả số đông, đặc biệt là các bạn gắn với rất nhiều những bài hit cho nhiều ca sĩ chứ không phải chỉ có riêng Nguyên Vũ. Thế là đầu tiên thì xin bắt đầu câu chuyện với Nguyễn Văn Trung đi. Trung có nhớ là mình và những bài hát của mình đã đến với Nguyên Vũ như thế nào không, từ cái thời xưa xưa đấy? Dạ, nếu mà nói về sự nghiệp sáng tác á, thì anh Nguyên Vũ là cái người mà em nhớ nhất và cái người mà em biết ơn nhất. Tại vì ngày xưa khi mà em bắt đầu em viết ra một số bài hát đầu tiên của em thì em ngây thơ lắm, lúc đó em là sinh viên mà, cái em không biết làm sao để đưa đến cho các anh chị ca sĩ hết, thì em hỏi 1080, em nghĩ 1080 là biết hết số điện thoại, cái là em hỏi xin số điện thoại nhà của các anh chị ca sĩ và họ cho. Trong đó là có số điện thoại bàn của nhà anh Nguyên Vũ là ở đường Siêu Văn Hạnh á. Anh Nguyên Vũ là ca sĩ duy nhất trả lời em lúc đó. Em có gửi đến cho 4 ca sĩ và anh Nguyên Vũ là người duy nhất trả lời em. Và cái dịp đó là cái dịp gần đến ngày 20 tháng 11, thì em nhớ rất rõ là anh Nguyên Vũ hát bài hát Người Thầy Năm Xưa trong chương trình Tri Ân Người Khai Sáng ở sân khấu Lan Anh. Và ngay tối đó sau khi diễn xong, anh Nguyên Vũ gọi em và chạy qua nhà em để gửi cho em cái phí tác quyền là 1 triệu. Đó là cái số tiền đầu tiên mà em kiếm được từ cái việc sáng tác. Thực ra thì khi mà trò chuyện với Nguyễn Văn Trung thì Nguyên Vũ biết rằng là Nguyễn Văn Trung là một bạn còn trẻ, trẻ lắm. Nhưng mà khi mà nghe những ca khúc của Nguyễn Văn Trung thì Nguyễn Vũ rất là bất ngờ. Cái cách gieo vần, rồi cái cách sáng tác cũng như là cái lời của bạn ấy á, bạn sáng tác như là một người đã từng trải như vậy. Và khi nói chuyện thì Vũ có một chút gì đó, nó có sự hòa hợp của hai người. Và Nguyễn Văn Trung cũng là một người mà rất là chịu khó lắng nghe những cái tâm tư của mình mong muốn cái điều gì. Không chỉ chạy đến đâu mà khi mà vừa hát xong Lan Anh là gọi điện thoại cho Trung hỏi em có coi chương trình không vậy, anh mới khoe liền nghe tức khác. Từ đó thì Vũ với Trung đã có những cái bài hát phải nói là Vũ rất là thích. Đây là một nhân tài và đúng là điều đó được chứng minh thật. Chính nhờ cái duyên ấy mà sau này bạn Trung có thêm cái động lực để viết nhiều bài hát, để giờ trở thành một trong những nhạc sĩ gọi là hot nhất bây giờ. Đấy là cái câu chuyện của Trung. Thế còn Khánh Đơn thì Minh Đức nhớ là bạn Nguyên Vũ có một loạt những cái bài hit nó gắn với những cái bộ phim. Minh Đức nhớ là khi xem mấy cái phim đấy là đều nghe tiếng hát của Nguyên Vũ trong mấy cái bài hát trong phim đấy, và được biết đó đều là những bài hát của Khánh Đơn. Mà Khánh Đơn cũng là một nhạc sĩ mà cũng rất là được săn đón bây giờ. Trong hai bạn ai đã là người tìm đến ai trước ạ? Anh Vũ là lọt vào tầm ngắm của Khánh Đơn trước. Lúc mà Khánh Đơn bắt đầu viết nhạc thì Khánh Đơn có liệt ra một cái danh sách là những ca sĩ
mình cần phải tấn công. Thì anh Vũ là nằm trong danh sách là những ca sĩ mà Khánh Đơn cần phải tìm kiếm. Tại lúc anh Vũ đều cũng đang rất là hot. Khánh Đơn cũng thích giọng hát của anh Vũ. Khánh Đơn có gửi cho anh Vũ demo mấy bài đó. Và anh Vũ có chọn hai bài rất là may mắn, rất là vui vì sau đó ca khúc đó rất là thành công. Hai người này ngày hôm nay mà Vũ mong muốn mời tới đây, mà khi bạn hai bạn ấy nhận lời thì Vũ rất là mừng, bởi vì đây là những người mà Vũ có cái tình cảm rất là nhiều đối với sáng tác của họ. Xin cảm ơn Nguyễn Văn Trung và Khánh Đơn rất nhiều các bạn đã đến đây và chia sẻ những câu chuyện đầu tiên với những cái bài hit đã đến với Nguyễn Vũ như thế nào. Trên bàn này có rất nhiều những album của Nguyễn Vũ, từ những cuốn băng cassette đầu tiên ngày xưa này đấy, cho đến những cuốn băng đây này, rất là công phu. Đều là những đĩa nhạc mà ở trong đó ít nhiều đều có dấu ấn của những nhạc sĩ trẻ như Nguyễn Văn Trung và Khánh Đơn. Lát ở đây chúng ta sẽ còn gặp những khách mời khác nữa. Còn bây giờ thì sẽ có một tiết mục rất đặc biệt, một bài hát của Nguyễn Văn Trung. Đặc biệt là bài hát này đã được nhiều ca sĩ khác thể hiện, nó cũng đã là bài hit của những ca sĩ khác nữa. Nhưng với Nguyễn Vũ, anh có một phiên bản hết sức đặc biệt, chỉ có trên chương trình 60 phút rực rỡ. Chúng ta sẽ nghe bài hát Vầng Trăng Khóc với phần biểu diễn của Nguyễn Vũ và khách mời ca sĩ Khánh Phương. Đã không còn người yêu hỡi, ngày xưa ấy đôi ta bên nhau không rời, ngồi trên cát nhìn biển đêm, hát vu vơ mấy câu tình ca. Trái tim buồn vì thương nhớ, vì đau xót sao đôi ta mau chia ly. Đời giông bão nhiều tháng cay, cuốn trôi màu biết đâu tình nồng. Thì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Tình chúng ta đã phôi pha, em và anh mỗi người một nơi. Ngồi nơi đây mình đơn côi, vầng trăng khắp sao rơi sông dài. Tiếc cho tôi, tiếc cho người và cho bao yêu thương đã trao gió đông buồn. Mai sau chia ly đôi đường, tình yêu đến chợt bỏ đi, mấy ai vui với nhau muôn đời. Chẳng khi nào đến duyên mới, thì em sẽ quên mau đi bao cuộc tình. Thà anh chúc người mới quen sẽ bên em yêu em thật lòng. Thì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương em đau lòng. Tình chúng ta đã phôi pha, anh và em mỗi người một nơi. Ngày mai sớm dù gặp nhau thì xin hãy cho nhau một lời, để không về những kỷ niệm mà tình yêu khi xưa đã trao giấc mơ đầu. Tình chúng ta đã phôi pha, em và anh mỗi người một nơi. Ngày mai sau dù gặp nhau thì xin hãy cho nhau một lời, để không quên những em đẹp mà tình yêu khi xưa đã trao giấc mơ.
dài, còn mình anh ngẩn ngơ nhìn theo giữa đêm không có người. Hàng ngàn ngôi sao như giọt nước mắt không lời đang nhẹ lăn trên khóe môi của anh. Nhiều đêm thức trắng cứ ngỡ quên rồi mà chợt nhận ra đâu thì em cũng quanh đây nói cười. Nhiều lần trong đêm quay lại góc phố hôm nào, nơi em ở, nơi lần đầu gặp nhau. Góc phố đó nơi em ở, giờ đây đã vắng bóng em. Từng đàn chim én đã không về đây như ngày còn em nữa. Ở nơi xa em biết không, anh nơi đây vẫn mong chờ, vì đời anh chỉ yêu một mình em. Góc phố đó nơi em ở, mùa thu vẫn có lá rơi, và dường như thiếu bước chân của em, thu càng buồn hơn nữa. Dù tim em không có anh, nhưng trong anh luôn đong đầy những tiếng nói và nụ cười của em. Chợt nhận ra ở đâu thì em cũng quanh đây nói cười. Nhiều lần trong đêm quay lại góc phố hôm nào, nơi em ở, nơi lần đầu gặp nhau. Góc phố đó nơi em ở, giờ đây đã vắng bóng em. Từng đàn chim én đã không về đây như ngày còn em nữa. Ở nơi xa em biết không, anh nơi đây vẫn mong chờ, vì đời anh chỉ yêu một mình em. Góc phố đó nơi em ở, mùa thu vẫn có lá rơi, và dường như thiếu bước chân của em, thu càng buồn hơn nữa. Dù tim em không có anh, nhưng trong anh luôn đong đầy những tiếng nói và nụ cười của em. Góc phố đó nơi em ở, giờ đã mãi không còn em. Gió xa trong ngày dài, ôm nỗi tiếc tận tình xưa. Ở nơi xa em biết không, anh nơi đây vẫn chờ em, vì tình anh chỉ trao riêng mình em. Góc phố đó nơi em ở, mùa thu vẫn có lá rơi, và dường như thiếu bước chân của em, thu càng buồn hơn nữa. Dù tim em không có anh, nhưng trong anh luôn đong đầy những tiếng nói và nụ cười của em. Dù tim em không có anh, nhưng trong anh vẫn còn đây yêu thương ngọt ngào đã trao. Ngồi giữa đêm khuya lạnh căm,
tiếng dương cờ. Trái tim anh bừng lên niềm đau từ lâu mà anh đã giấu, và giấc mơ đêm của anh bỗng em cứ quay về. Khúc ca xưa lại vang từng đêm, khúc dương cầm cho với đêm cùng vì sao với ánh trăng ta. Đêm quá lạnh lùng, quá lạnh lùng. Ở nơi kia em với đêm, chẳng em đang hạnh phúc ấm êm. Từ mùa đông trôi qua buồn tênh, mùa xuân đến trong âm thầm. Mình đã xa nhau một thời gian, nhiều đêm thức trắng nhớ mong người. Từng ngày trôi qua anh lẻ loi, ngồi đây đến lá thu vàng. Những tình yêu anh trao về em mãi không tàn phai. Ngồi giữa đêm khuya lạnh căm, lắng nghe tiếng dương cầm. Trái tim anh bừng lên niềm đau từ lâu mà anh đã giấu. Và giấc mơ đêm của anh, bóng em cứ quay về. Ca xưa lại vang từng đêm, khúc dương cầm cho em. Ngồi giữa đêm khuya lạnh căm, lắng nghe tiếng dương cầm. Trái tim anh bừng lên niềm đau từ lâu mà anh đã giấu. Và giấc mơ đêm của anh, bóng em cứ quay về. Khúc ca xưa lại vang từng đêm, khúc dương cầm cho em. Ca xưa lại vang từng đêm, cướp dương cầm. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo sau đây khá là thú vị, bởi vì nó liên quan đến cái sự đa tài của Nguyên Vũ. Thì bây giờ sẽ là một câu chuyện liên quan đến những hình ảnh mà Nguyên Vũ có lẽ rất là thân thuộc với quý vị, những người mê phim truyền hình. Vì Nguyên Vũ đóng phim truyền hình rất nhiều và cả phim truyện nhựa chiếu rạp nữa. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những người bạn diễn viên của Nguyên Vũ. Xin được chào đón các khách mời tiếp theo: nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi, diễn viên Lê Phương và diễn viên Thanh Thức. Xin chào những người đẹp, các cô gái đẹp và những chàng trai cũng đẹp. Chị Kim Chi, chị có nhớ là lần đầu tiên chị đóng phim với Nguyên Vũ thì cái cảm tưởng của chị về một ca sĩ lấn sân sang đóng phim lúc ấy như thế nào? Chị nhớ cái hồi đó khi mà chị chụp hình cho Tô Thanh Nghiệp là Vũ đi theo để Vũ phụ với Nghiệp chụp hình cho người mẫu. Lúc đó Vũ nói với Chi là Vũ thích cái nghề này lắm, thích nghề chụp hình và design cũng như là stylist cho các người mẫu. Và Vũ chỉ cho Chi cái cách đứng làm sao, tạo dáng như thế nào. Rồi bẵng đi một thời gian, cái Chi lại thấy là Vũ làm ca sĩ. Sau đó một thời gian lại biết tin là Vũ làm diễn viên. Và cũng rất là bất ngờ là Vũ đóng rất là tốt. Và cái điều mà Kim Chi phải công nhận đó là gì biết không? Rất là thông minh, nhanh nhạy và lém lĩnh nữa. Bởi vì sao? Chắc có lẽ là bạn ấy say nghề diễn. Đấy. Cho em kể chút xíu. Hồi nhỏ lúc mà em biết anh Vũ là lúc đó em còn học phổ thông. Là em nhớ lúc đó em thích cái bài Tình Yêu Thầm Kín của anh Vũ dữ lắm. Mê lắm. Có thời điểm là anh Vũ về Trà Vinh diễn thì nhìn anh Vũ thần tượng. Thích. Cho nên là sau này khi vào nghề lại được đóng, nghe nói là đóng với anh Nguyên Vũ, trời mất ngủ. Ảnh lại là người rất là chịu hợp tác. Đóng mấy cảnh tình cảm là ngọt xớt luôn. Có mua trái cây cho em không? Dạ không có, nhưng có cái này để em kể cho con. Thì biết sao không? Hồi thời điểm đó em mới vào nghề tỉnh lẻ mới lên thôi. Ở nhà trọ thì anh biết có một cái ngày đó thì chị Phục Trang chỉ là chị nói với em, Phương Phương,
anh Vũ anh đưa cho chị cái số điện thoại này nè, em mà có cần mua nhà hay cần cái gì á em gọi cái số này. Trời ơi, em bị đứng hình á, em bị bất ngờ luôn á. Ủa chị là sao chị? Cái chị mới nói Vũ nó thương em lắm á, nó lo cho em lắm á. Trời ơi, em bị em tự cảm thấy là sắp có đại gia, sắp mua nhà cho đúng không? Tự nhiên cảm thấy là mình quá may mắn đi. Cách đây vài năm thì hai anh em mới làm một bộ phim ông trùm, một phim lúc đó là rất là ăn khách. Ấn tượng không phải vì bộ phim ăn khách ấn tượng, mà ấn tượng vì diễn viên diễn chung với mình. Một cái sự bất ngờ nhất đó là anh Vũ lúc nào cũng diễn quá cái sức mà đạo diễn yêu cầu. diễn ô vào diễn cái gì anh Vũ cũng diễn hơn cái mức quy định của mình. Anh diễn mà đạo diễn Nguyễn Dương kêu Vũ từ từ bớt lại em, bớt lại em. Và thường xuyên như vậy luôn. Mình rất muốn là chị Chi ra một cái tình huống để cho Minh Vũ ở đây diễn thử xem. Vũ là ca sĩ đi. Yeah. Xong rồi Vũ hát xong một cái tự nhiên nhìn xuống thấy hai người này đi với nhau. Mà người này là người yêu của mình nữa, vậy Vũ làm gì? Mọi người vỗ tay nào, hưởng tình huống nào. 1, 2, 3 diễn nào hay quá. Dạ, cảm ơn quý vị. À, hồi nãy em cột tóc lên được. Thôi xả đẹp hơn, anh thích xả hơn. Thấy không? À, anh đi coi ca nhạc hả? Mình bạn của Phương mời mình tới coi anh Vũ hát. Anh hát hay quá. Cảm ơn nha. Em không bận việc gì sao? Em cũng có nói với anh là tối nay em có việc đó. Em cũng có hẹn anh đi với em, nhưng mà anh cứ nói là anh có show đi hát đó, cho nên là anh đừng hiểu lầm nha. Tôi rất cảm ơn bạn đã đưa Lê Phương đến đây để mà xem Vũ hát nha. Tôi biết rất quan trọng, cho tôi không thể nào để cô ấy đi một mình, bởi tôi mới đích thân đưa cô ấy tới đây nè. Hát hay quá, chúc mừng anh. Hay quá. Thôi thì rất là cảm ơn tất cả quý vị đã đến đây để xem Nguyên Vũ hát. Và ngày hôm nay Nguyên Vũ cũng có một cái điều đặc biệt rất muốn thổ lộ đối với tất cả quý vị. Đó chính là một người mà Nguyên Vũ rất yêu, yêu lắm. Đó chính là cô gái này đây. Thật ra thì Phương với anh Vũ là đồng nghiệp với nhau, cũng đóng phim nhiều, cho nên là anh Vũ chắc là đang anh đang giới thiệu bộ phim mới của mình đúng không? Thực sự là anh cũng rất là cảm ơn em đã đến đây để ủng hộ anh nhé. Thôi giảm thôi. Giảm. Cái này là không thể lố được chứ mà khán giả đấy, làm sao mà lố được. Đấy mọi người thấy không, Nguyên Vũ hôm nay đã có cơ hội để chứng tỏ mình là một diễn viên thực sự chuyên nghiệp, quăng bắt đâu ra đó. Xin cảm ơn chị Trịnh Kim Chi, cảm ơn Lê Phương, cảm ơn Thanh Thức đã đến đây và chia sẻ những câu chuyện về một Nguyên Vũ diễn viên. Xin cảm ơn rất nhiều. Yeah. Cảm ơn Minh Đức. Còn bây giờ thì sẽ là những phần biểu diễn tiếp theo. Ngay sau đây quý vị sẽ được nghe một bài hát đã được nhiều ca sĩ biểu diễn, nhưng Nguyên Vũ cũng có cách rất riêng để biến bài hát thành của mình. Và sẽ thêm một khách mời bất ngờ nữa xuất hiện trong phần biểu diễn sau đây. Em cần che gian dối, thêm bao trái ngang cuộc tình ngừng ngùng đầu môi, mưa giăng mắt trên môi sầu, tình nhạt đơn côi. Dù xa nhưng trong tim tôi mềm. Lời nói đầu môi em ơi cho lời đầu môi, phải xa đành thôi sao em gian dối người ơi.
Vì sao tình tôi trở thành bên em đã lâu? Vì sao em tôi không hiểu vì sao? Dù biết tình yêu xưa nay vẫn có hầm tàn, phải đâu đành quên bao nhiêu yêu dấu thời gian. Nhìn mưa rơi ngoài hiên, nghe tình tôi lao xao triền miên. Một ngày kia em có quay về? Đã không yêu thì thôi, ta gặp nhau làm chi? Thêm bao xót xa mình tôi, em mới tình si. Em như áng mây trên trời và hoài xa xôi. Cho dù tôi đã cố níu giữ tình em, đã không yêu thì thôi, em cần chi gian dối? Sao mang trái ngang cuộc tình ngượng ngùng đầu môi? Mưa sân mắt trên môi sầu tìm nhàn đơn côi. Dù xa nhưng trong tim tôi mấy nghe thôi. Đã không yêu thì thôi, đã không yêu thì thôi. Lời nói đầu môi, em ơi chốt lưỡi đầu môi. Phải xa đành thôi, sao em gian dối người ơi? Vì sao tình tôi chân thành bên em đã lâu? Vì sao em tôi không hiểu vì sao? Dù biết tình yêu xưa nay vẫn có hợp tan, phải đau đành quên bao nhiêu yêu dấu thời gian. Nhìn mưa rơi ngoài hiên, nghe tình tôi lao xao triền miên. Một ngày kia em có quay về? Thì thôi, ta gặp nhau làm chi? Sẽ bao xót xa mình tôi, em ơi tình si. Em như ăn mây trên trời và hoài xa xôi. Cho dù tôi đã cố níu giữ tình em, đã không yêu thì thôi, em cần chi gian dối? Thêm bao trái ngang cuộc tình ngượng ngùng đầu môi. Mưa sang mắt trên môi sầu tình nhạt đơn côi. Dù xa nhưng trong tim tôi mình em. Đã không yêu thì thôi, em cần chi gian dối? Em bao trái ngang cuộc tình ngượng ngùng đầu môi. Mưa giăng mắt trên môi sầu tìm nhàn đơn côi. Dù xa nhưng trong tim tôi mình em thôi. Thưa quý vị, trong lúc ca sĩ Nguyên Vũ chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo thì sau đây xin mời quý vị cùng chào đón hai khách mời ngày hôm nay, ca sĩ Khánh Phương và ca sĩ Hồ Việt Trung. Tôi vừa mới nhắc đến tên hai bạn một cái là dưới khán giả la ó kinh khủng, là tôi biết là sức nóng của các bạn như thế nào rồi. Cảm ơn hai bạn đã đến đây trong chương trình của anh Nguyên Vũ. Khánh Phương biết anh Nguyên Vũ thì chắc chắn là lúc mà từ thời Khánh Phương còn chưa đi hát rồi. Bắt đầu nghe những cái bài mà quen thuộc của anh Vũ. Và cái ấn tượng của Khánh Phương, anh Vũ đó là một cái anh chàng ca sĩ có khuôn mặt rất là thư sinh, rất là hiền. Đây này, đó. Đó. Mọi người thể nhìn những cái hình này này, đó. Đây, chắc cái này là gắn với kỷ niệm của những bạn như Khánh Phương này ngày xưa là thời những cái băng cassette này này, đúng cassette, không? Cassette, đúng cái hình ảnh như thế này này. Hồi đó thì như quý vị đã biết là hot cái kiểu tóc mà xấu ốm, đặc biệt là khuôn mặt rất là thư sinh và xét gái lắm. Em thì lúc mà anh Vũ được rất nhiều khán giả biết tới thì em còn đang trốn học đi chơi. Dạ, thời đó mình còn nhỏ, ca sĩ nào mà nổi tiếng là em đi mua đĩa, mua hình, em dán đầy nhà của em hết. Có nghĩa là hình của Nguyên Vũ lúc đó đầy nhà em hết. Rất là mê mà, rất là nhiều ca khúc. Em nhớ là lúc đó là mê cái bài Tình Yêu Thầm Kín nè, Tình Quay Gót nè, Trái Tim Nhiều Ngăn, hay rồi mình hát theo những bài hát của ảnh. Và thời đó em đi học mà nữ sinh trong trường em ca sĩ đẹp trai khoái lắm. Lúc nào vô cũng là trời ơi có coi Nguyên Vũ chưa, con Nguyên Vũ chưa. Em nói trời ơi tao đẹp mày không coi Nguyên Vũ hoài vậy. Anh Vũ là diện rất là nhiều phong cách, sôi động có,
nhạc tình cảm có. Đó là lý do mà đến bây giờ cái tên Nguyên Vũ luôn luôn in sâu trong trái tim của rất nhiều khán giả, và trong đó cũng có em nữa. Vậy thì sau này khi mà đã trưởng thành rồi, khi mà đã trở thành đồng nghiệp của anh Nguyên Vũ rồi, thì hình ảnh Nguyên Vũ nó còn đẹp như cái lúc mình còn đang là học sinh không? Cái lúc mà mình thần tượng một ca sĩ á, mình thích thì một kiểu khác. Em không nghĩ là sau này sẽ được là đồng nghiệp của anh Vũ. Anh Vũ là một người rất là dễ thương. Cái điều mà quan trọng đó là rất là hòa đồng với em Út. Đi hát với anh Vũ rất nhiều chương trình. Em muốn chọn bài gì cũng được, em muốn sao được, anh theo em cứ thoải mái. Đó điều đó rất là vui và thấy là thương ảnh. Em còn nhớ một điều nữa là nhà em ở gần nhà anh Nguyên Vũ, ở quận 6 luôn. Là quá gần. Lúc đó đi học về, cái đạp xe đạp chạy ngang qua, cái kêu ca sĩ Nguyên Vũ. Vừa ra cái đạp tiếp chạy. Nếu là mình đi ngang qua mình nghèo rồi đó. Chập luôn. Lúc mà không gặp á thì mình kêu tên, nhưng mà khi mà chạy ngang qua thấy anh đứng trước cửa đó, lo đạp chạy lẹ lên, không dám nhìn. Đúng rồi. Đó. Ừ, là lúc đó là hồi họp lại khác nữa. Trong con mắt của những đàn em như là Khánh Phương hay là Hồ Việt Trung thì hình ảnh anh Nguyên Vũ là quá hoàn hảo, quá đẹp, quá dễ thương. Cũng rất là cảm ơn Khánh Phương và Hồ Việt Trung hôm nay đến đây chia sẻ sân khấu cùng với anh Nguyên Vũ, cũng như là kể những cái kỷ niệm của mình đối với Nguyên Vũ. Xin mời các bạn cùng với Minh Đức và cùng với tất cả khán giả tiếp tục thưởng thức phần biểu diễn của ca sĩ Nguyên Vũ. Dòng sông êm đềm nghe tình trôi, nhìn lên trời cao kia bao vì sao muôn màu. Anh thầm mong một ngày mai nắng nghe, mong một tình yêu thân tiên hát mãi cùng nhạc tình dấu rơi vào đêm. Người ơi đâu còn bao mộng mơ, giờ em rời xa còn ta mình ta bên đời vòng tay. Thôi giờ còn mong chờ chi, thôi tình mình nay biệt ly. Một mình ngồi hát, hát mãi trong đêm dài. Người ơi còn đâu tình yêu vụt bay chỗ nào, và giấc mơ trong đêm hơi e, và nụ hôn ta trao nhau khi xưa nay đâu. Giờ còn đâu em ơi, bao ngày tháng em đêm đã qua, trong giấc mơ anh đêm sau rời từng đêm. Đời có em mơ sáng xưa nghe tiếng chân này về đây, giờ thôi cô đơn trong hạt mưa nhẹ rơi vào đêm. Người ơi đâu còn bao mộng mơ, giờ em rời xa còn ta mình ta bên đời vòng tay. Thôi giờ còn mong chờ chi, thôi tình mình nay biệt ly. Một mình ngồi hát, hát mãi trong đêm dài. Người ơi đâu tình yêu vụt bay chỗ nào, và giấc mơ trong đêm hơi em,
và nụ hôn ta trao nhau khi xưa nay đâu. Giờ còn đâu em hỡi, bao ngày tháng em đêm đã qua, trong giấc mơ anh đến sao rời từng đêm. Rời từng đêm giờ em nơi đâu, lại ngược bên hiên vắng anh thầm ước bên đời có em. Mơ sáng xưa nghe tiếng chân ai về đây, giờ thôi cô và đầy ấn tượng. Xin cảm ơn các người mẫu rất nhiều cho tiết mục vừa rồi và xin mời Ngân Vũ chúng ta cùng tiếp tục câu chuyện của mình.
Quý vị đã thấy Nguyên Vũ rất là rực rỡ giữa một rừng những người đẹp trong một tiết mục rất độc đáo. Thì bây giờ sẽ là những câu chuyện rất là thú vị, cũng rất là bất ngờ về một cái vai trò có vẻ như là không liên quan gì đến Nguyên Vũ, ca sĩ diễn viên trước đây, nhưng lại là một công việc mà có lẽ chiếm rất nhiều thời gian của Nguyên Vũ hiện nay. Mình Đức hay gọi đùa là ông trùm hoa hậu. Sau đây quý vị sẽ được biết đến cái mảng công việc rất đặc biệt đấy, cũng như câu chuyện về một Nguyên Vũ người mẫu. Xin mời những khách mời tiếp theo sau đây: hoa hậu Lưu Diễm Hương, đạo diễn thời trang Tạ Nguyên Phúc và siêu mẫu Nam Phong. Rất là vui được gặp nhân vật đình đám trong giới thời trang. Anh Phúc có nhớ là ngày xưa lúc mà anh cũng là một ông bầu thời trang khét tiếng ấy, thì thời đó là Nguyên Vũ đấy là một người mẫu chưa nhỉ? À, lúc đó thì là Phúc có làm một cái chương trình thời trang ở nhà văn hóa thanh niên. Lúc đó là Nguyên Vũ cũng là một ca sĩ, và một ca sĩ trẻ được rất là nhiều người biết tới rồi. Khi mà đi xem ca nhạc á, thì rất là thích Nguyên Vũ, và lúc đó là mời Nguyên Vũ về hát. Mình chưa tiếp xúc thì mình cũng không biết là cái chiều cao của Nguyên Vũ như thế nào, nhưng mà về thì mình thấy là lúc đó là Nguyên Vũ rất là đẹp và rất là cao, rất là phù hợp để mà trở thành một người mẫu. Và lúc đó là lập tức là mời Nguyên Vũ tham gia biểu diễn trong các tiết mục thời trang. Nguyên Vũ thì rất là dễ thương, lúc nào cũng dễ thương, nhận lời liền. Vừa nãy Minh Đức có nhắc đến một cái vai trò rất thú vị của Nguyên Vũ, là mọi người hay gọi đùa là ông trùm hoa hậu. Vậy thì là một hoa hậu, bạn Diễm Hương đánh giá như thế nào về cái vai trò của một Nguyên Vũ trong vai trò một giám khảo hoa hậu? Bản thân Hương thì không có nhiều người bạn trong nghề, nhưng mà anh Nguyên Vũ lại là một người anh mà khá là thân, mà hay xuất hiện trên báo với Hương. Lại là thân, mình có duyên, đúng không? Mình rất có duyên. Mà hình như cũng hay đi chấm thi hoa hậu dạ, với nhau. Đúng rồi. Đấy. Đấy. Khi mà kết thân lại với nhau thì lại bắt đầu có những cái nhiều cái duyên hơn, là lại gặp nhau trên cái hàng ghế là giám khảo của các cuộc thi nhan sắc. Khi mà làm việc chung thì Hương mới thấy là anh Vũ anh rất là khó tính hơn Hương nữa. Đôi khi Hương cứ nói với anh Vũ là người ta thi á, người ta cũng hồi hộp, mình bỏ qua đi. Tại vì hồi xưa em cũng đã ở trong cái trạng thái đó rồi, cho nên em biết. Anh Vũ nói không, mình đã chấm là phải xứng đáng em mà. Anh rất là cầu toàn. Đúng là một cái ngả rẽ khá là thú vị, khá là bất ngờ. Và chắc cái ngả rẽ đấy nó có liên quan đến một người đang ngồi cùng ở đây. Đây là người mà đồng hành với Nguyên Vũ trong rất nhiều chương trình, trong vai trò của một stylist. Mà nhắc đến Nguyên Vũ thì nhiều người hay có một cái hình trong đầu là ô, Nguyên Vũ xuất hiện một cái là rất là lộng lẫy, rất là choáng ngợp, rất là màu mè, rất là sặc sỡ. Làm stylist cho một người mà phức tạp như vậy thì Nam Phong thấy như thế nào? Anh Vũ có cái tính là bướng á, là tức là Nam Phong nói là ca sĩ, mình cũng đôi khi mình cũng phải thay đổi, chứ mình có lập khuôn là mình sẽ làm mặc một cái kiểu đó, có thể là kết lúc nào cũng kết hoài. Tùy theo những cái tiệc sang thì mình sẽ mặc những bộ đồ giống như kiểu của anh Đức đây thì nó sẽ phù hợp hơn nha anh Vũ. Không, ta thích kết. Đối với Nam Phong có thể là Nguyên Vũ có một cái sự trân trọng, một sự nể. Đôi khi mình cũng có những cái mình cái ỷ lại, mình nói ơi mình lớn hơn cho nên mình nghĩ là mình sẽ đúng, nhưng mà thực ra thì bạn có những cái mà nói với mình rất là đúng và đôi khi mình phải nghe. Chị có nghe chưa? Tôi thấy vẫn còn mặc hộp. Nguyên Vũ có lẽ là quá may mắn khi mà quy tụ xung quanh mình những người bạn thú vị như vậy. Và bây giờ là những người đẹp, những chuyên gia về thời trang xung quanh. Bảo sao mà bao nhiêu năm không có thấy già đi. Xin cảm ơn Diễm Hương, cảm ơn anh Tạ Nguyên Phúc, cảm ơn Nam Phong rất nhiều đã đến đây và chia sẻ một cái mảng câu chuyện rất thú vị về Nguyên Vũ. Xin người hãy đến bên anh, ngày đêm anh mơ về nàng. Cớ chi em cứ ngại câu nói yêu nhau thế? Vì sao không tin hỡi em? Đã yêu em cho dù mưa nắng hay giông tố, tình anh một lòng vẫn thế. Hãy tin anh, tin vào tiếng nói con tim nhé, để cuộc đời mình có nhau. Sang người đừng ơ hờ, để tim anh héo hon mãi. Mong chờ từng đêm dài, lòng không vơi nhớ em. Cho dù ngày mai này, vì ai em đã vương vấn. Yêu người rồi đau buồn, thì xin em yêu luôn nhớ. Anh sẽ đến bên em. Em yêu
xin người hãy đến bên anh, ngày đêm anh mơ về nàng. Có chi em cứ ngại câu nói yêu nhau thế, vì sao không tin hỡi em. Đã yêu em cho dù mưa nắng hay giông tố, tình anh một lòng vẫn thế. Hãy tin anh, tin vào tiếng nói con tim nhé, để cuộc đời mình có nhau. Xa người đừng ơ hờ, để tim anh héo hò mãi, mong chờ từng đêm dài lòng không vơi nhớ em. Cho dù ngày mai này vì ai em đã vương vỡ, yêu người rồi đau buồn thì xin em yêu luôn nhớ, anh sẽ đến bên em. Để tim anh héo hò mãi, mong chờ từng đêm dài lòng không vơi nhớ em. Cho dù ngày mai này vì ai em đã vương vỡ, yêu người rồi đau buồn thì xin em yêu luôn nhớ, anh sẽ đến bên em. Đừng ơ hờ, để tim anh héo hò mãi, mong chờ từng đêm dài lòng không vơi nhớ em. Cho dù ngày mai này vì ai em đã vương vỡ, yêu người rồi đau buồn thì xin em yêu luôn nhớ, anh sẽ đến bên em. Vâng, một cái kết thật là rực rỡ. Xin cảm ơn Vũ đoàn NK và cảm ơn Nguyên Vũ đã đem đến cho chương trình đúng là rực rỡ trên từng khoảnh khắc. Xin được cảm ơn anh Minh Đức. Nguyên Vũ xin được cảm ơn chương trình 60 phút rực rỡ đã cho Nguyên Vũ những giây phút thật đã trên sân khấu. Xin được chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình 60 phút rực rỡ kỳ tới. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn rất nhiều. Anh sẽ đến bên em.